Hello, kính chào tất cả mọi người. Video này Hello sẽ giới thiệu với mọi người cái máy xăm lai, hay gọi là cái máy vắt lai, tùy theo cách gọi của mọi người. Thì đây là cái máy xăm lai của Nhật, nhưng mà nó làm ở cái quy mô nhỏ, như là may đo, tiệm may đo, hoặc là mình làm với tính cách là gia đình. Cái máy này nó có thể phục vụ cái tiệm may đo với cái khối lượng công việc vừa phải. Chẳng hạn như mỗi ngày mà mọi người vắt khoảng chừng 10 hay là 20 bộ đồ thì là được. Thì nhiệm vụ của cái máy này là gì? Là để thay vì mình ngồi mình vắt từng mũi, thì nó là vắt gấu, vắt lai á, lai quần, lai tai, rồi lai thân, những cái áo vest, chủ yếu là quần tây với lại vest tông đó. Thì cái dòng máy Nhật á là nó xài kim thẳng, thứ nhất là mình đỡ tốn kém, thứ hai nữa là cái độ bền bỉ của nó. Hôm trước có lần Lúa livestream rồi cái máy này, nhưng mà do là thợ không có kiểm tra cẩn thận cho nên nó bị trục trặc trong cái lúc làm, nó bị lấn cấn đủ thứ, nó không có suôn sẻ. Rồi có một số phản hồi là vắt tay cho rồi, làm máy làm móc chi cho rách việc. Thì đó cũng không trách được, là bởi vì cái người mà phát biểu như vậy á, là họ không có trải qua những cái chuyện. Ví dụ như bây giờ mình nhận là 10 hay 50 bộ vest chẳng hạn, mà cái tiệm của mình á là rất là nhiều đồ, và lại thuê cái người mà ngồi vắt á, thì mình làm thủ công mà, thì mình không thể nào yêu cầu cái người vắt lai cho mình đó họ làm 100 cái như là một. Nhưng mà máy là nó làm được à, máy nó làm được, vắt rất là đều. Còn mình vắt tay thì mũi thưa mũi nhặt, mũi ăn sâu mũi ăn nông ăn cạn á, rồi á với cái khối lượng đồ nhiều mà liên tục mình vắt đâu có kịp. Rồi thợ vắt nhiều khi người ta là sổ mũi, hắt hơi, nhức đầu, người ta nghỉ, người ta không làm, thì giờ làm sao? Nói chung là Lúa không có trách những cái người mà phát biểu là nói là dùng cái máy này nó rách việc, nó rách rối, nó đủ thứ. Tại vì người ta không có hiểu hết cái tính chất dùng cái máy để làm nghề. Thì ở đây Lúa chỉ giới thiệu cho những người mà với cái khối lượng may đo đồ nhiều và bị động về vấn đề xăm lai, xăm gấu. Thì nói chung là những cái người mà làm nghề chuyên nghiệp á, thứ nhất là khối lượng công việc nó cũng khá nhiều, thì phải thuê người vắt. Thì như Lúa đã nói rồi đó, đã thuê người như vậy thì mình sẽ bị động, lúc người ta hắt hơi sổ mũi người ta không làm được, hoặc là người ta bận việc gia đình người ta không làm được. Thứ hai nữa là vắt không có đều tay, mũi thưa mũi nhặt, rồi mũi nông mũi sâu, mũi cạn mũi sâu đó. Mà cái chi phí để thuê một người vắt thì nó cũng đâu có hề ít tiền đâu. Cho nên nếu mình làm nghề chuyên nghiệp mà cái đồ nó liên tục với cái khối lượng công việc nhiều thì nên mua cái máy này. Thì Lúa giới thiệu cho mọi người thôi, chứ còn Lúa không có bán cái máy này. Tại vì cái máy này cũng không có dễ kiếm. Đây là cái hàng nội địa Nhật, lâu lâu
dài chuyến container về nó cập cảng thì mới có được một cái máy nó đẹp và nó liền lạc như thế này. Còn những ai mà cần thì đa số họ mua cái máy, có nghĩa là ở cái cấp độ mà sản xuất xưởng tổ hợp may lớn rồi thì họ mua cái máy Sunlight công nghiệp thì mới phục vụ nổi. Còn như những nhà may rồi này nọ thì thông thường mua cái máy kia. Chứ còn cái máy Nhật như thế này thì kiếm không hề dễ. Mua máy Trung Quốc á, cái máy Trung Quốc, cái đầu Trung Quốc nó to gấp đôi cái đầu này nè. Đó. Rồi, lúc có vài lời như vậy, bây giờ mình khám phá coi cái máy nó làm được cái tích sự gì ha. Rồi bây giờ mình làm quen với cái máy nha, xem coi nó có những cái gì. Thì đây là cái nút tắt mở nguồn. Còn đây là cái nơi mà mình cắm cái rắc của cái bàn đạp con cóc á. Cái máy này là xài bàn đạp con cóc nha. Đó. Ở đây là cái tem nè. Đó. Cái tem của nó nè, mọi người thấy không? Đây là cái hiệu nè. Nha. Hiệu nè. Là được sản xuất từ cái công ty của Yuki á. Đây. Sản xuất tại Nhật nè. Cái này là cái nguồn điện mà nó hoạt động nè, là 100V. Cái này là cái số hiệu. Cái này là cái số seri sản xuất. Trên cái con cóc đạp toàn là chữ Nhật nha. Con cóc zin đàng hoàng. Còn cái này là biến áp 110 Việt Nam. Đó. Biến áp hàng của Việt Nam sản xuất là xài điện 110 ha. Rồi đây là cái mặt trước của cái máy nè. Ở phía trong này nó có một cái cống đèn. Còn đây là cái cửa sổ mình mở ra đóng vào. Đó. Đó, mọi người thấy cái kim của nó không? Kim của nó là mình xài kim thẳng, kim máy gia đình bình thường thôi. Đó, cái máy Nhật là nó hay ở chỗ đó. Còn cái máy Trung Quốc là cái kim công nha. Mua một cây kim của nó là mấy chục nghìn. Và cái hiệu máy nè, Papi Lắc ha, lúa đọc vậy đó, không biết nó đúng không nữa. Thì cái máy này á, nếu mà mọi người mà mua hàng ở nước ngoài á thì giá của nó dao động từ 2 cho đến 4 triệu nha. Từ 2 triệu, hình như hơn 2 triệu á, khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu. Đó. Nếu mà ai muốn xài đồ Nhật mà máy nó như thế này, đẹp đẽ đồ như thế này thì chỉ có mua nước ngoài. Từ nước ngoài đi về đây sớm nhất là khoảng 1 tháng. Cái này là bên hông máy nè. Đồng tiền chỉnh chỉ nè. Ở này là mấy cái nút chức năng, ví dụ như nâng hạ, có nghĩa là mình cho nó ăn sâu ăn cạn. Rồi không biết là cái nút nào ăn sâu ăn cạn với lại thưa nhặt nha. Thì tại vì lúa chưa thử cho nên là chưa biết. Còn đây là cái motor nè, nó có gia chỉ nè. Nó có cần dẫn chỉ đàng hoàng nè. Thấy không? Đó. Rồi. Bây giờ mọi người đợi lúa mở máy lên để lúa chạy thử cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ lúa cắm điện xong rồi ha. Lúa cắm điện xong rồi. Thì để bỏ cái bàn đạp xuống cho nó tới không? Hình như không tới này chứ. Căng à. Vậy thôi lúa để ở trên này, lúa nhấn luôn. Lúa ấn bàn đạp luôn. Bây giờ mở nguồn nè. Mọi người chú ý cái chỗ này. Cái chỗ này nó có cái đèn. Ha. Đó. Thì lúa đã xỏ chỉ sẵn rồi. Bây giờ vắt thử thôi ha.
Thì ở đây nó có cái chân dịch nè, đó, cái chân dịch ở phía bên này nè, cái chân dịch ở phía bên này để nâng hạ cái nguyên cái cùm này nè, đó, thì cứ gọi là nâng hạ chân dịch đi. Rồi giả sử đây là cái lai quần hoặc là cái lai áo nha, không biết là vắt ngược hay vắt xuôi nữa đây, để lúa vắt thử nha. Rồi đóng chân dịch lên nè. Xong rồi may nè. Lúa mây đại thôi nha, chủ yếu là mình nhìn cái đường vắt của nó. Đó. Đây. Cái đường vắt của nó. Nó ăn như thế này nha. Còn cái này là mặt trái nha mọi người nha, mặt trái nè. Đó, mặt trái nó ăn như thế này. Bây giờ để lúa hình như có một mũi nó không ăn nè, thì cái này là do mình chỉnh cái nút thôi. Chỉnh cái nút ăn nhiều ăn ít thôi. Không biết là cái nút nào để lúa chỉnh thử nha. Cái này như thưa nhặt hả ta? Cái này lúa đang khám nghiệm cái má nha. À đúng rồi, thưa nhặt. Đây là cái nút chỉnh thưa nhặt đó mọi người. Đó. Thì bây giờ mình cho nó ăn nhiều ăn ít là cái nút ở bên này nha. Cái nút ở bên này. Bây giờ nó đang số 3 nè. Đó, cái nút này nha, cái nút này nè. Bây giờ nó đang số 3, mình giảm lại thử coi nó có ăn mũi nào không nha. Cái dải kaki nó cũng khá dày á. Đó. Là giảm lại là nó không ăn mũi nào luôn. Bây giờ sẽ tăng lên số 3 trở lại nè. Số 3 rưỡi đi, tại vì cái dải này là dải kaki. Dễ chân dịch lên, may nè. Nó chạy cũng khá nhanh đó mọi người. Đó, đây là cái đường vắt của nó nè. Đó, cái này là mặt ngoài nè, cái này là tại vì là cái này là tại vì lúa cho ăn sâu á. Đó. Lúa cho ăn sâu á cho nên là nhìn nó lấm tấm, thấy không? Còn cái này là mặt trái của nó nè. Đó, mặt trái của nó nè. Rồi. Thế thôi. Bây giờ cho mọi người xem lại tổng thể một lần nữa ha. Đó thì nãy giờ lúa vắt thử cho mọi người xem đó. Ở trước này là cái cửa sổ mở ra mở vô, lỡ như nó tuột chỉ hay đứt chỉ hoặc là nó gãy kim gì đó thì mình thay kim nha. Đó, thay kim nè. Đó. Xong rồi đẩy cái này lại để bảo vệ nè, người Nhật rất là kỹ. Thì lúa nói lại, đây là cái đồng tiền chỉnh chỉ chỉnh cái độ căng của chỉ. Giống như máy may thôi, cứ thuận chiều kim đồng hồ là siết vô, ngược chiều kim đồng hồ thì nhả ra. Còn đây là cái nút thưa nhặt, cái nút chỉnh thưa nhặt đó mọi người. Đó, thì ở đây là cái vạch nè, cái vạch căn cứ nè. Còn đây là cái nút mà cho nó ăn nhiều hoặc ăn ít. Đó, ăn sâu hoặc ăn cạn nha. Ăn sâu hoặc ăn cạn. Đó, như hồi nãy lúa nói là cái này là cái cần dở chân dịch nè. Đó, mình dở lên xuống nè, thấy không? Đó, dở chân dịch nè.
đó. Thì dĩ nhiên là những cái dòng máy mà ở góc độ gia đình thì mình xài lâu lâu mình phải châm dầu đồ cho nó, mình bảo dưỡng, mình thổi bụi đồ cho nó thì xài nó sẽ bền ha. Cho mọi người xem lại cái đường vắt của nó nè, thấy không? Đó, cho mọi người xem lại cái đường vắt mặt trái của nó nè. Đó, bây giờ nhìn ngược ra ngoài mặt phải nè, thì mọi người nhìn cái khoảng cách từng mũi và cái độ nông sâu của nó. Thì lúa hỏi mọi người á, là nếu mà mình vắt bằng tay á, mình làm bằng tay á, thì nó có đều như vậy hay không? 100, 1.000 cái như là một hay là không? Đó, còn cái mặt trong á, là nó đẹp như thế này. Thấy không? Thì mình muốn làm cái đồ chuyên nghiệp để mình lấy tiền công của người ta thì mình phải làm cho đàng hoàng, cho nó chất lượng một chút. Đó thì Lúa nói đó, cái máy này kiếm mua không phải là dễ ha. Lâu lâu có một cái chuyến cập cảng thì chỉ có một hai cái thôi. Còn muốn mua thì đa số là đặt hàng ở nước ngoài mua hết. Sớm nhất là 1 tháng mới về đến Việt Nam. Giá của nó là tầm 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu, tùy theo đời máy và cái chất lượng nó còn được bao nhiêu phần trăm. Còn lại máy Trung Quốc thì vài bữa Lúa sẽ giới thiệu cho mọi người cái máy Sunlight Trung Quốc nha. Hai Lúa chào tạm biệt mọi người.